Tim Ngô, cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của chương trình theo dòng tin tức qua những thông tin bảo trợ thương mại, và mong quý vị ủng hộ những cơ sở thương mại bảo trợ cho đài. Và chúng ta sẽ bắt đầu phần 2, và Tim Ngô sẽ đem đến cho quý vị cái phần bình luận về cũng dính tới vị tổng thống khá cao tuổi, rất cao tuổi, tùy theo nhìn nhận của mỗi người thưa quý vị, Joe Biden. Và tựa đề cho phần 2 này đó là ông đi thăm biên giới nhưng mà lòng tâm thì hướng về Washington DC thưa quý vị. Tại sao lại như vậy? Với ông đi thăm đó, ông đi thăm, ông nhìn những người di dân bất hợp pháp, nhưng mà chắc chắn trong đầu ông là thứ nhất là ông cũng không có giải pháp nào để mà giải quyết trong tình huống như thế này, không có và không muốn luôn thưa quý vị. Bởi vì đó cũng là một, không phải là cái chuyện quan tâm của đảng Dân Chủ, họ vẫn muốn chuyện đó vẫn tiếp diễn trong yên bình. Còn nếu mà không có yên bình thì đi thăm để mà lắng động dư luận coi như thế nào. Còn cái chuyện mà khi mà ông đi gặp tất cả những ký giả nói chuyện ABC về chuyện di dân xong quay về thì chắc chắn ông sẽ bóc những cuộc điện thoại để mà liên lạc, để giải quyết một cái chuyện mà nếu làm không khéo thì nó sẽ bùm một cú mà ông không thể nào mà gọi là chống đỡ nổi thưa quý vị. Đó là người ta đã công bố rằng tìm được những tài liệu mật ở một cái nơi làm việc ngày xưa ông, lúc mà ông còn làm phó tổng thống cho Obama. Thì những cái tài liệu mật này á được phát hiện ở một viện nghiên cứu ở thủ đô Washington và đang được Bộ Tư pháp xem xét. Thì cần nhắc lại một chút là cái thời điểm ông Biden làm phó tổng thống cho ông Obama là từ năm 2009 cho tới năm 2017. Có quá nhiều thứ để ông giữ thưa quý vị. Và theo ông Richard Sauber, cố vấn đặc biệt của tổng thống Joe Biden, ông nói rằng có gần 10 tài liệu bí mật được các luật sư ông Biden phát hiện trong tủ khóa kín vào tháng 11 năm 2022 thưa quý vị, vài ngày trước cái cuộc bầu cử giữa kỳ. Và họ cũng vô tình thôi, thì khi mà họ nói họ chỉ vô tình dọn văn phòng mà họ phát hiện ra chuyện đó thôi, thì cái chuyện vô tình nó làm nhẹ, giảm nhẹ rất là nhiều thứ thưa quý vị. Thì cái trung tâm mà ông hay ngồi làm việc đó là trung tâm gọi là Penn Biden. Thì Tòa Bạch Ốc cũng đang hợp tác với lại cơ quan lưu trữ quốc gia và Bộ Tư pháp liên quan để phát hiện những thứ dường như là tài liệu của chính quyền Obama, Biden, của chính quyền Obama và Biden, trong đó có một số lượng nhỏ tài liệu có dấu hiệu mật. Đó là nguyên văn của ông Sauber, ông cho hay như vậy. Thì ông Biden, ông đã sử dụng định kỳ cái trung tâm ngoại giao và tham gia toàn cầu Penn Biden từ giữa năm 2017 cho đến khi bắt đầu chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2020. Mọi người liền lập tức đặt cái dấu hỏi, cái trung tâm đó với những cái tài liệu mật nó có liên quan gì với nhau? Ông sách đi đâu ra để đó làm chi thưa quý vị? Người xưa người ta hay có câu là cái chỗ nguy hiểm là cái chỗ an toàn nhất. Còn cái chỗ này thì nó không nguy hiểm, thì mình có thể nói là cái chỗ ít ai ngờ là cái chỗ an toàn nhất cũng được thưa quý vị. Thì chắc chắn ông không phải là người đảng trí để mà ông sách, lúc đó ông còn trẻ nữa thì chưa có lãng đảng như bây giờ đâu. Thì chắc chắn ông để đó, ông phải có nguyên do của nó. Và cho tới ngày hôm nay, sau cái vụ mà ông chỉ thị cho những cấp dưới của ông phải điều tra ra ngô ra khoa cái vụ cựu tổng thống Trump đem tài liệu mật về nhà, thì chắc chắn ông cũng phải nhớ, ôi tao cũng có để đó, nhưng mà ông không có thể đá động tới. Là như thế nào quý vị? Chắc chắn là ông muốn nó nằm ở đó, bởi vì đem ra thì nó rách việc lắm. Thông tin về các tài liệu mật của ông Biden xuất hiện khoảng 5 tháng sau khi đặc vụ FBI khám xét khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông Trump ở Florida và phát hiện hơn 100 tài liệu mật, trong đó có một số tài liệu được đánh dấu tối mật. Và cũng tháng trước thì hai tài liệu được tìm thấy trong cơ sở lưu trữ ở Florida. Chắc là cái dòng tin vừa rồi cũng làm cho quý vị nhớ tới những hành vi khám xét rất là thô bạo đối với một người cựu tổng thống, mà
khi mà bây giờ chúng ta tính lại thì công nhiều hơn là những cái lời phát ngôn hoặc là những cái chuyện đời tư mà của một con người như ông Trump, thưa quý vị. Ông không phải là thánh, cho nên là những người không thích ông thì cứ xoáy vào những cái chuyện xàm làm láp láp của ông mà thôi. Tiêm Ngô có thể dùng từ hết sức là bình dân như vậy, thưa quý vị. Thì chúng ta vừa nói là ông Biden có 10 cái tài liệu bí mật mà người ta vô tình phát hiện ra. Còn ông Trump thì ông xách về nhà một cách vô tư thì cũng là tài liệu mật, rồi thậm chí mà bản tin nói là tối mật nữa, thưa quý vị. Thì chúng ta sẽ thừa hiểu mật là thế nào, tối mật là thế nào, thì mình sẽ tìm hiểu một chút về hệ thống phân loại của cái những tài liệu mà chính phủ Mỹ đưa ra. Thì họ có tới 3, chính xác là 4 cấp độ, thưa quý vị. Thì cấp độ thứ nhất là mật, là confidential, họ viết tắt là chữ C. Thứ hai là bí mật, là secret, họ viết tắt là chữ H. Và tối mật là top secret. Và cuối cùng á, là SCI, tức là sensitive compartmental information, thưa quý vị. Đó là cái tối mật nhất, là chỉ dành cho một cái nhóm người nào cụ thể được tiếp cận và tổng thống mà thôi, còn tất cả những người khác là không bao giờ được réo tay vào. Thì những cái tài liệu mật nó thường thường á, là dùng về nói về những cái thông tin thiết kế của vũ khí hạt nhân nè, hoặc là những cái chuyện mà phụ trách về phản gián, tình báo, thưa quý vị, rất là quan trọng. Và nói thêm một chút là những cái văn bản nhiều khi có những cái đoạn á, người ta phải ghi chữ U, tức là họ chưa có xác định được cái đó là thuộc cái thể loại nào luôn, họ phải điều tra tiếp, thưa quý vị. Và để hình dung được cái sự trầm trọng của cái chuyện mà hồ sơ mật mà bị phát hiện đem về mà sử dụng một cách sai trái hoặc là xóa đi cái dấu vết đó, thì cái án phạt từ 3 năm cho tới 20 năm tù. Thì Tim Ngô hiện vẫn chưa rõ là đối với những vị tổng thống thì có những sự gia giảm nào không, nhưng mà cái mức phạt theo hiến pháp là như vậy, thưa quý vị. Và dĩ nhiên ông Trump mà, ông vừa nghe tin đó là ông giãy nảy lên liền. Ông ngay lập tức ông đưa ra một gợi ý nho nhỏ: hãy khám xét nhà Biden đi để coi có tìm hiểu được thêm cái gì không. Thì chắc chắn là dù cho cái gợi ý của ông có được những nhân viên FBI vốn trung thành với ông Biden đáp ứng hay không, thì nội cái vụ 10 cái tài liệu này họ phải đau đầu để giải quyết rồi, thưa quý vị. Bởi vì như bản tin mà phần 1 Tim Ngô vừa bình luận, thì giờ đây người cầm cái búa của Hạ viện đã là ông McCarthy, là hiện thời, thưa quý vị. Tại riết Tim Ngô theo dõi chính trường của Hoa Kỳ mấy năm gần đây, Tim Ngô cũng không dám khẳng định luôn. Bây giờ chỉ nói tạm thời ổng là thuộc phe Trump thôi, những theo những giá trị truyền thống thôi. Và ông là người cầm cái búa, và Hạ viện là cơ quan có quyền luận tội tổng thống. Vì vậy cho nên một những diễn biến tiếp theo, ông Biden chắc chắn theo cái nhiệm vụ của mình, theo những cái hoạch định về về công việc, nghị trình của ông, thì ông sẽ phải đi A, đi B, đi C. Nhưng mà tâm của ông, khi mà vụ 10 cái tài liệu này chưa giải quyết, thì lúc nào ông cũng sẽ hướng về Washington DC hết, thưa quý vị. Và FBI bây giờ cũng phải chịu một cái sức ép rất là lớn, bởi vì trước giờ người ta thường hay nói là hệ thống tư pháp của Mỹ có cái chuyện gọi là hai mặt đó, thưa quý vị. Nó kêu là tiêu chuẩn kép á, tức là cùng một cái câu chuyện này á, thì giải quyết đối với đảng Cộng Hòa là khác, mà giải quyết với đảng Dân Chủ là khác. Thì chúng ta rất là nóng lòng coi đảng Dân Chủ giải quyết cái tình trạng mà hồ sơ mật của ông Biden như thế nào. Bởi vì cách đây không lâu thôi, vài tháng trước thôi, họ còn làm âm hung hung hổ hổ, mà coi như là những người mà yếu bóng vía mà có thương mến cựu tổng thống Trump ấy, cũng tưởng đâu là ông bị bắt tới nơi, thưa quý vị. Còn những cái fake news thì thôi, thì báo là ông Trump ăn ngủ không yên, rồi cảm thấy là một lần đầu tiên trong lịch sử sẽ có một vị cựu tổng thống phải vào nhà giam. Ôi thôi, rất là nhiều thứ. Mà bây giờ đùng cái, bây giờ mọi hình ảnh mà chú ý của truyền thông
gọi là có lương tâm sẽ bắt đầu nhìn sự việc nó diễn biến như thế nào. Còn những cái đài mà cánh tả thưa quý vị thì mấy hôm nay kiếm cái tin nó thụt lùi đâu ở dưới, múc ở dưới mình cũng khó kiếm lắm thưa quý vị. Hai vị tổng thống kề nhau như vậy với những tư tưởng đối nghịch nhau, và ông Biden cho tới ngày hôm nay sau mà 4 năm cuộc bỏ phiếu để mà thăm dò thì cái tỷ lệ ủng hộ ông xuống dần, không có lên được miếng nào hết thưa quý vị, nó xuống đều đặn. Và trong đảng Dân Chủ á, thì cũng không có ý định mà đưa ông ra tranh cử một lần nữa. Dĩ nhiên cái chuyện đó nếu mà mình là những người không theo dõi sâu sắc về chính trường Hoa Kỳ cũng sẽ nói tất nhiên rồi, ông quá lớn tuổi rồi thì tại sao phải đưa ông nữa làm gì. Nhưng mà ngặt màu nổi, đảng Dân Chủ vẫn chưa có gương mặt nào sáng giá, cho nên cái chuyện là ông làm không được tốt như bây giờ, ông Biden tuyên ngôn vẫn công tâm mà nói ông vẫn còn thời gian để mà ông cứu vãn hình ảnh của mình và mong rằng ông sẽ làm tốt. Chứ mình không có nói mà vì ông cũng là vị tổng thống đang điều hành đất nước thưa quý vị, cái chung tốt thì mỗi người dân chúng ta cũng sẽ tốt. Và hy vọng những ngày tháng còn lại ông vượt qua được cái vụ tài liệu mật này đã, và ông lấy lại điểm để mà đảng Dân Chủ có một cái thêm một cái con cờ trong tay nữa thưa quý vị. Còn bây giờ thì ok, ngoài trời mưa bão và đảng Dân Chủ cũng đang mưa bão. Và bây giờ chúng ta lại ngưng một chút để mà xem những thông tin bảo trợ thương mại và sẽ quay trở lại ngay với phần 3 của chương trình theo dòng tin tức.